kinh phật thuyết như vậy iti futaka đảnh lễ đức thế tôn bậc a la hán chánh đẳng giác kinh phật thuyết như vậy chương một một pháp phẩm một la mã một la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Tham, này các tỷ kheo, là một pháp. Các ông hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Với tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ tham ái ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe hai la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo hãy từ bỏ một pháp ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh thế nào là một pháp? Sân, này các tỷ kheo, là một pháp, các ông hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với sân bị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe ba la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo hãy từ bỏ một pháp ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh thế nào là một pháp si này các tỷ kheo là một pháp các ông hãy từ bỏ ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến với si bị si mê chúng sanh đi ác thú bậc thiền quán chánh trí từ bỏ si mê ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe bốn la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo hãy từ bỏ một pháp ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh thế nào là một pháp phẫn nộ này các tỷ kheo là một pháp các ông hãy từ bỏ ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến với phẫn nộ phẫn uất chúng sanh đi ác thú bậc thiền quán chánh trí từ bỏ phẫn nộ ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này đây là ý nghĩa đã được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe năm la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Diệm pha, này các tỷ kheo, là một pháp. Các ông hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với diệm pha diệm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ diệm pha ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này ý nghĩa này đã được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe sáu la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo hãy từ bỏ một pháp ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh thế nào là một pháp mạng này các tỷ kheo, là một pháp, các ông hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với kiêu mạng kiêu căng, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ kiêu mạng ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bảy La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tất cả, ở đây tâm không ly tham, từ bỏ, thời không thể diệt được khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai hiểu, rõ biết được, tất cả là tất cả. Đối với tất cả chỗ, không có sự tham đắm. Vị như vậy chắc chắn, liễu tri được tất cả, và có thể vượt qua tất cả mọi đau khổ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe tám la mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri mạng, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, thời không thể diệt được khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri mạng, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Người bị mạng chi phối, do bị mạng trói buộc, nên hoan hỷ sanh hữu, do không liễu tri mạng, nên đi đến tái sanh. Những ai đoạn diệt mạng, giải thoát mạng hoại diệt, họ thắng mạng trói buộc, họ vượt qua nhiếp phục, tất cả mọi đau khổ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chính là Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tham, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, thời không thể diệt được khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri tham, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với tham bị tham đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ tham ấy ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Mười La Mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo ai không thắng tri không liễu tri sân ở đây tâm không ly tham không từ bỏ thời không thể diệt được khổ đau này các tỷ kheo ai thắng tri liễu tri sân ở đây tâm ly tham từ bỏ thời có thể diệt được khổ đau thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này đã được nói đến với sân bị sân hận chúng sanh đi ác thú bậc thiền quán chánh trí từ bỏ sân hận ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe phẩm hai la mã mười một la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo ai không thắng tri không liễu tri si ở đây tâm không ly tham không từ bỏ không có thể diệt trừ khổ đau này các tỷ kheo ai thắng tri liễu tri si ở đây tâm ly tham từ bỏ có thể diệt được khổ đau thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến. Với si bị si mê, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ si mê ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 12 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo ai không thắng tri không liễu tri phẫn nộ ở đây tâm không ly tham không từ bỏ không có thể diệt trừ khổ đau này các tỷ kheo ai thắng tri liễu tri phẫn nộ ở đây tâm ly tham từ bỏ có thể diệt được khổ đau thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này đã được nói đến với phẫn nộ phẫn uất chúng sanh đi ác thú bậc thiện quán chánh trí từ bỏ phẫn nộ ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe mười ba la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo ai không thắng tri, không liễu tri dèm pha. Ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Với dèm pha dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ dèm pha ấy từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe 14 la mã điều này được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo ta không thấy một triền cái nào khác do bị bao trùm bởi triền cái ấy chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển. Này các tỷ kheo, tức là vô minh triền cái. Này các tỷ kheo, bị bao trùm bởi vô minh triền cái, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp khác, quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển, như bao phủ bởi si, và ai đoạn diệt si, đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa, trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Mười lăm la mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ký sử nào khác do bị cột bởi ký sự ấy, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển. Này các tỷ kheo, tức là ái ký sử. Này các tỷ kheo, bị cột với ái ký sử, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Người có ái làm bạn, thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển sanh hữu vậy hay khác ai biết nguy hiểm này biết ái tác thành khổ bỏ ái không chấp trước tỷ kheo giữ chánh niệm bỏ gia đình xuất gia sống nếp sống như vậy ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe 16 la mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo với vị tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triện ích sau khi làm thành nội chi phần ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy này các tỷ kheo tức là như lý tác ý này các tỷ kheo vị tỷ kheo như lý tác ý từ bỏ bất thiện tu tập thiện thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây Điều này đã được nói đến. Vị Tỷ kheo hữu học, hành như lý tác ý, không một pháp nào khác, nhiều lợi ích như vậy để đạt cho bằng được, lợi ích thật tối thượng. Vị Tỷ kheo Như lý, tinh cần và tinh tấn, có thể thành đạt được sự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 17 La Mã điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo với vị tỷ kheo hữu học tâm chưa thành tựu đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triện ích sau khi làm thành ngoại chi phần ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy này các tỷ kheo tức là làm bạn với thiện này các tỷ kheo vì tỷ kheo làm bạn với thiện từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Tỷ kheo làm bạn thiện, tôn kính và kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giác và chánh niệm, vì ấy sẽ tuần tự, đạt được sự hoại diệt, tất cả mọi ký sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 18 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Phá hòa hợp tăng này các tỷ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại, thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đấy, những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bị rơi vào tọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú đến trọn cả kiếp. Người phá hòa hợp tăng, ưa thích phá hòa hợp, an trú trên phi pháp, chơi rớt vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách. Kẻ phá sự hòa hợp, của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 19 La Mã, điều này đã được thế tôn nói đến đã được bậc a la hán nói đến và tôi đã được nghe này các tỷ kheo có một pháp khởi lên ở đời khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người đem lại lợi ích cho nhiều người không đem lại không lợi ích cho nhiều người không đem lại bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người thế nào là một pháp sự hòa hợp chúng tăng này các tỷ kheo khi chưa tăng được hòa hợp không có những tranh luận với nhau không có những mắng nhiếc lẫn nhau không có những ngăn cách lẫn nhau không có những từ bỏ lẫn nhau ở tại đấy những người không hòa hợp đi đến hòa hợp và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này đã được nói đến hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp giúp đỡ ưa hòa hợp thích hòa hợp trú pháp, không rơi rớt vượt khỏi, an ổn khỏi khổ ách. Kẻ tạo được hòa hợp giữa tăng chúng tỷ kheo, trọn kiếp được an vui trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 20 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của một người ác ý như vậy. Và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng, người này bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì tâm người ấy ác ý. Này các tỷ kheo, vì nhân tâm ác ý, như vậy ở đây, một số loại hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú Đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Biết được tâm ác ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa tỷ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này, người ấy bị mạng chung, sẽ bị sanh địa ngục, vì tâm nó ác độc, tùy theo lấy những gì, tương xứng bị rơi xuống. Như vậy được tương xứng do nhân tâm ác ý, chúng sanh đi ác thú. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm Ba La Mã 21 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy và nếu trong thời gian này người này mạng chung như vậy tương xứng người này được sanh lên thiên giới vì cớ sao này các tỷ kheo vì tâm người ấy thiện ý này các tỷ kheo vì nhân tâm thiện ý như vậy ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến. Biết được tâm thiện ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa Tỷ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này, người ấy bị mạng chung, người ấy sẽ được sanh lên thiên giới thiện thú, vì tâm có thiện ý, tùy theo lấy những gì tương xứng được lãnh thọ. Như vậy được tương xứng do nhân tâm thiện ý, chúng sanh đi thiện thú Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 22 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các tỷ kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc, cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các tỷ kheo, ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thời gian dài của các công đức đã làm trong một thời gian dài. Sau khi tu tập tự tâm trong bảy năm, ta đã không trở lui lại đời này trong bảy tăng kiếp và hoại kiếp. Trong thời kỳ kiếp tăng, ta là chư thiên quan âm. Trong thời kỳ kiếp giảm, ta sanh trong lâu đại trống không ở Phạm Thiên tại đấy ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, bậc chinh phục, bậc không bị ai chinh phục, bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các tỷ kheo, 36 lần ta đã là Thiên Chủ Đế Thích, nhiều trăm lần ta đã làm vua, vị vua chuyển luân, trị vị đúng pháp, bậc pháp vương, bậc chiến thắng bốn vương, bậc đã đạt được sự an ổn trong quốc độ, bậc đầy đủ bảy báo, còn nói gì khi ta là vị vua ở địa phương này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Quả này là do nghiệp nào ta đã làm, là quả dị thuộc của nghiệp nào. Mà nay ta được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Đây là quả ba nghiệp ta đã làm, là quả dị thuộc của ba nghiệp. Do vậy, ta nay được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy, tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Hãy để cho vị ấy học tập về công đức, công đức là lạc căn tối thượng trong tương lai, hãy tu tập bố thí, sống nếp sống an tịnh và tu tập tự tâm. Sau khi đã tu tập, các pháp này như vậy, tức là cả ba pháp khiến an lạc sanh khởi, bậc hiền trí được sanh trong thế giới an lạc thế giới không sân hận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 23 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Có một pháp này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai, thế nào là một pháp không phóng vật trong các thiện pháp này các tỷ kheo đây là một pháp được tu tập được làm cho sung mãn đem lại được hai lợi ích an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai thế tôn đã nói lên lợi ích này ở đây điều này được nói đến bậc hiền trí tán thán không phóng vật hành thiện bậc hiền không phóng vật đem lại hai lợi ích Lợi ích ngay đời này và lợi ích tương lai, bậc trí do thắng trí chứng đắc được lợi ích nên được gọi bậc trí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 24 la mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Các xương của một người này các tỷ kheo chạy dài, lưu chuyển, có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Febula này. Nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Chồng chất như xương người, chỉ sống có một kiếp, chất đống bằng hòn núi. Bậc đại sĩ nói vậy. Đống xương ấy được nói lớn như Febula, phía bắc núi Linh Thứ, thành núi Magadha. Người thấy bốn sự thật với chân chánh trí tuệ, khổ và khổ tập khởi, sẽ vượt qua đau khổ, con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Người ấy phải luân chuyển, tối đa là bảy lần, là vị đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe 25 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Và một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỷ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 26 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết quả dị thuộc của sự san sẻ, bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm sang tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết quả dị thuộc của san sẻ, bố thí họ sẽ không thọ hưởng không có bố thí và uế nhiễm sang tham ám ảnh tâm của họ và an trú thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên quả dị thục lớn thay của sang sẻ bố thí nhíp phục uế sang tham với tâm thật thanh tịnh đúng thời họ bố thí. Đối với các thánh nhân, tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn. Cho nhiều các thức ăn, kính lễ người đáng kính, từ đẩy xả, từ bỏ, địa vị làm con người, các người làm bố thí, được đi đến cõi trời, họ đi đến cõi trời. Tại đấy họ hoan hỷ, với mọi điều sở thích, họ thọ hưởng như ý, vị không có sang tham được thọ hưởng đầy đủ quả dị thục của họ nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 27 La Mã Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y Tất cả những nghiệp sự ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu tự tâm giải thoát. Chỉ có tự tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa và mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tâm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng cũng vậy này các tỷ kheo phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu tự tâm giải thoát chỉ có tự tâm giải thoát vượt qua chúng chói sáng bừng sáng và rực sáng ví như này các tỷ kheo vào tháng cuối mùa mưa vào tiết mùa thu khi hư không mở rộng không có mây mù mặt trời phương thẳng lên trời không quét sạch mọi tối tâm trên trời chói sáng bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu tự tâm giải thoát. Chỉ có tự tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Phí như, này các tỷ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu tự tâm giải thoát. Chỉ có tự tâm giải thoát, vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Ai tu tập tự tâm, không phóng vật chánh niệm, các ký sự giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không độc ác, đối với một hữu tình, với tự tâm như vậy, vị ấy là bậc thiện, với tâm tư tự mẫn, đối tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thành, công đức thật vô lượng, ai chiến thắng quả đất, đầy rẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh, như các vị tiên nhân, tổ chức khắp mọi nơi, đủ các loại tế đàn, lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quan cọc rượu chiến thắng. Lễ chốt cửa dẹp lại. Họ không tác thành được. Một phần thứ mười sáu. Với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn. Như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao. Ai không có giết hại, không khiến người giết hại. Không có chinh phục người, không khiến người chinh phục. Với tâm tư tự mẫn, đối với mọi chúng sanh, vì ấy không hận thù, đối với bất cứ ai ý nghĩa này được thế tôn nói đến và tôi đã được nghe